Dạ vâng, em Tường Cô Độc Đáo. Em xin chào toàn thể anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay lại với Tường Cô Độc Đáo. Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể quý anh chị đang xem live cùng với chúng em. Vâng, xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, gặp được nhiều may mắn ở trong cuộc sống và gặt làm đạt được nhiều mong ước khi chúng ta làm được những thực hiện được những việc đó. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian để vào xem live cùng với chúng em ạ. Ngày hôm nay thì chúng em hân hạnh giới thiệu với anh chị đó là tác phẩm Tượng Phật Di Lặc vác bao tải tiền trên chất liệu gỗ quý, gỗ lu hương với kích thước rất là to khủng và với những đường nét của người thợ bên em. Hy vọng thì sẽ làm hài lòng quý anh chị. Và anh chị hợp nhãn yêu thích tác phẩm thì hãy liên hệ với số điện thoại của chúng em để chúng em tư vấn kỹ hơn nếu như anh chị còn băn khoăn hay thắc mắc gì anh chị nhé. Số điện thoại là 0938 410 333. Em mời anh chị cùng ngắm nhìn đó là vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm ngày hôm nay ạ. Cao là 1m, rộng 43 và sâu là 41. Mã tác phẩm là Tượng Di Lặc 170. Và em mời anh chị ngắm nhìn vẻ đẹp tổng thể. Tác phẩm được chúng em chế tác tứ diện với độ liền khối rất là cao, mặt trước mặt sau của sản phẩm ngày hôm nay đây ạ. Vâng, lu phôi của em phôi là lu xuyên đây chị nhá. Đây ạ. Đó, cái phần lu này, lu tia rất là nhiều. Vâng, phôi gỗ chất lượng và với những cái đường nét của người thợ bên em thì anh chị thấy ạ, những cái đường nét vải vô cùng mềm mại, rũ và chảy mềm xuống bên dưới. Hoa lu thì là lu xuyên. Đó, vâng, lu tia và những cái phần lu cám rất là nhiều. Và phôi tác phẩm ngày hôm nay thì thay vì là một chiếc kỷ chúng em tặng kèm sản phẩm khi đi kèm thì bên dưới chúng em người thợ sắp xếp một cách tinh tế hơn là đã lựa chọn một phôi gỗ gốc rất là to và chắc chắn làm phần đế ở bên dưới là thay vì chiếc kỷ. Bởi vậy tác phẩm này khi anh chị về trưng ở trong nhà thì mình chỉ việc đó là để vào trong vị trí mình đã tính kê ban đầu mà không cần thêm đôn hay là không cần thêm kỷ cho sản phẩm này nữa đâu ạ. Bởi vì kích thước khá là cao rồi, cao tới 1m luôn ạ. Và em đến lại gần hơn để anh chị cùng ngắm nhìn qua ngắm nhìn kỹ lưỡng cùng với em trên live. Và trong video ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị tác phẩm này, hy vọng là anh chị sẽ hữu duyên để thỉnh tác phẩm này về trong không gian gia đình mình ạ. Vâng, và tác phẩm này chúng em chế tác đây là hình ảnh Phật Di Lặc đứng vác bao tải tiền với dáng thế. Như anh chị thấy, vị Phật Di Lặc thì chắc hẳn không còn xa lạ với anh chị nữa rồi ạ. Một vị Phật có thân hình đôi chút đó là mập mạp, có nụ cười hiền hậu, vô âu, vô lo. Và với thân hình tuy là mập mạp nhưng mà dáng vẻ hay là những thao tác của ngài thì vô cùng là nhẹ nhàng và uyển chuyển. Như anh chị thấy đây, ngài đang đứng ở trên một cầu như ý bằng pháp một bao tải tiền siêu to và với những dáng bằng rất là thanh thoát đúng không ạ? Đó, và khuôn diện của ngài đây ạ. Và ngài cười rất là hoan hỉ luôn ạ. Bằng mắt thì được chúng em người thợ chế tác đó là tách và trong lòng mắt còn có cả con ngươi tách hẳn ra luôn đây ạ. Đó, với những đường nét như thế này là người thợ có tay nghề khá là rất là lâu năm ở trong nghề và có thâm niên khi chế tác những tác phẩm tượng Phật. Và để trải qua và hoàn thiện lên được một tác phẩm đẹp như thế này, người thợ đã phải trải qua những năm tháng trau dồi kinh nghiệm và đôi khi lúc bắt đầu là cũng phải có những tác phẩm hỏng và sau đó mới đúc kết được những kinh nghiệm và mới hoàn thiện lên được những tác phẩm đẹp và giá trị như ngày hôm nay. Vâng, khuôn diện rất là vô tư, cười hiền hậu, vô âu, vô lo. Vâng, bụng căng tròn thể hiện cho một cuộc sống bằng đầy đủ sung túc. Đó, bụng đây ạ, còn có cả những cái phần hoa lu rất là đặc biệt và lu là lu tia và những cái phần vân chun chớp. Và gỗ hương bình thường hiện tại tôi đã quý và giá trị rồi. Lu hương còn quý và giá trị hơn rất là nhiều. Bởi vì khi để mà phôi gỗ hình thành lên lu thì rất là ít ạ. Tỷ lệ hình thành lên lu chỉ có 1% trên 1 tỷ lệ thôi. Vì vậy mà gỗ hương đã quý rồi. Lu hương còn quý và giá trị hơn rất là nhiều. Và còn được ví như là kim cương của núi rừng.
bởi vì những hoa lu không theo một sắp xếp ngẫu tự một sắp xếp cố định nào cả, mà là vân sẽ là ngang dọc và xoáy tròn như là những cái phần đám mây và những cái phần xoắn ốc. Nhưng đó là chính là những gì thiên nhiên và tạo hóa ban tặng. Thì khi anh chị trưng tác phẩm này vào trong nhà thì sẽ là vẻ đẹp độc nhất vô nhị, có một chứ không có hai đâu ạ. Và bên trên thì chúng em vừa chế tác kèm, đó là một chú rơi ở trong phong thủy này. Vâng, theo em được những anh chị lớn tuổi hơn chia sẻ về và cũng tìm hiểu thêm đó ở thông tin ở trên mạng thì rơi còn được gọi như là phúc thử, vâng, mang tới lời chúc cho gia chủ. Và tác phẩm này là Di Lặc Ngũ Phúc, 5 em bé, vâng, có trai, có gái, có lết, có tẻ đầy đủ. Đó là điều mong muốn của trong mỗi gia đình đúng không ạ? Vâng, nhà nào cũng mong muốn đó là con cái ai cũng khỏe mạnh, đáng yêu. Và đặc biệt thì có lết, có tẻ thì càng tốt. Và đây 5 em bé nào cũng rất là khỏe mạnh, mũm mĩm, đáng yêu và rất là tinh nghịch. Đó, anh đấy, dáng rất là tinh nghịch và rất là đáng yêu đấy ạ. Vâng, bên dưới thì chế tác Phật Di Lặc đang đứng ở trên một cầu như ý. Cầu như ý thì được thay cho lời chúc đến cho gia chủ, đó là chúc gia chủ có cuộc sống làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý, gặp được nhiều may mắn ở trong công việc của chúng ta đấy ạ. Và đây ạ, bảo như em vừa chia sẻ thì có bé trai bé gái đúng không ạ, em bé gái này đó, rất là đáng yêu, mặt mũm mĩm. Và 5 em bé nguyên việc sắp xếp bối cục để làm sao 5 em bé hài hòa, không bị rối mắt. Và đặc biệt là hình dáng của mỗi em bé là khác nhau. Và mỗi một em bé là một tư thế và trên tay đó là một đồ chơi, không thì sẽ đó là một vật phẩm nào đó. Thì em bé đây thì đang đặt bằng đang trêu đùa cùng đây là cụ Thiềm Thư. À, cụ Thiềm Thư thì chúng em khắc họa đấy ạ, rất đẹp ạ. Bên đây thì còn có cả một củ nhân sâm. Củ nhân sâm thì kể cả là ở ngoài đời sống chúng ta đúng không ạ, chúng ta cũng thường hay mua về đó là để giúp bổ trợ cũng như là mang lại thêm cho gia chủ đó là sức khỏe, bởi vì sâm rất là tốt, bằng rất nhiều những tính dược tốt ở trong củ nhân sâm này. Và vậy củ nhân sâm xuất hiện trong tác phẩm thì cũng sẽ mang tới cho gia chủ đó là những may mắn. Và như vừa rồi đầu live em giới thiệu và chia sẻ đó là phần bên dưới đây ạ. Thay vì đây từ phần đế này hất trở lên trên đó là liền khối, phần đế ở bên dưới này chúng em người thợ đã tuyển chọn đó là một phôi gỗ gốc và làm để làm cho tác phẩm thêm sinh động và bắt mắt, thêm vững chãi và vững vàng, không bị lung lay hay là bị những tác động khác thì sẽ dễ gây đổ. Thì thay vì là tặng kỷ, một chiếc kỷ hộp thì cũng tạo lên được sự sang trọng, nhưng người thợ đã tạo lên đó là cái sự thiên nhiên và hòa quyện vào thì làm lên một chiếc đế như thế này. Bên dưới đó là những cái phần đất đá và những cây lấm linh chi. Vâng, và thêm phôi gỗ này còn giá trị còn cao hơn đó là những chiếc kỷ rất là nhiều đấy ạ, bởi vì tiền gỗ thôi đã đắt hơn rồi. Và lại còn thêm đó là gắn keo và tiếp theo đó lại còn chế tác ở bên dưới những cái phần đất đá thêm công vào cho phần bên dưới nữa đấy ạ. Và đây là mặt đằng sau đó. Cái phôi lu rất là giá trị ạ, lu được lu xuyên từ trước ra sau đó. Những cái hoa lu rất là bắt mắt, lu như là phần lu 3D này đó. Những cái vầng vân gỗ rất là sáng màu luôn ạ. Vâng, và ngày hôm nay em giới thiệu cùng anh chị trên live như thế này. Anh chị hữu duyên để ngắm nhìn cùng em qua màn ảnh nhỏ thì anh chị yêu thích tác phẩm hãy nhớ mã sản phẩm để chốt cùng với Tượng Cô Độc Đáo một cách dễ dàng nhất ạ. Cao là 1m ạ, rộng 43 và sâu là 41. Tác phẩm có mã là Tượng Di Lặc 170 với ở giá thì anh chị là quan tâm rồi, thực sự quan tâm, yêu thích tác phẩm thì hãy liên hệ với số hotline quen thuộc để chúng em tư vấn kỹ hơn và báo giá cụ thể hơn đến với anh chị. Vì sản phẩm này kích thước khá là to và giá trị, một khi đã là gỗ lu hương rồi, giá trị thì cũng không hề rẻ anh chị ơi. Và vì vậy mà anh chị quan tâm thực sự rồi, ngại ngần gì một cuộc điện thoại
hoặc comment số điện thoại xuống phía bên dưới video để chúng em tư vấn đến với anh chị kỹ càng hơn, cụ thể hơn. Vâng, và tác phẩm ngày hôm nay rất là đẹp, nguyên phần dài Phật Di Lặc và năm em bé ở bên phía bên trên là liền khối, bên dưới thì thay vì chiếc kỷ là chúng em chế tác đó là phần đế bằng chất liệu đó là gỗ hương ta, rất là đẹp. Và tác phẩm này anh chị hữu duyên hãy liên hệ với chúng em anh chị nhé. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian để vào xem live và ủng hộ tượng gỗ độc đáo. Một lần nữa thì em thay mặt tượng gỗ độc đáo xin cảm ơn toàn thể anh chị rất là nhiều. Xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công ở trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian vàng bạc quý báu để vào xem live ủng hộ chúng em suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.